Đức, mấy mọi người ta chuẩn bị xong hết rồi mà mấy người bưng quả giờ này cũng chưa thấy tới nữa. Dạ dạ, tới liền, cô yên tâm. Mà nè con vô thay đồ đi, để kẻo trễ rồi đó. Dạ rồi, con vô liền. Trời, con vô đi. Nhanh đi con. Dạ. Nhanh đi. Alo, Nguyên hả? Nguyên, em sao rồi? Sao giờ này em chưa tới nhà thầy nữa? Hả? Ai vậy trời ơi? Thầy nè. Nguyên. Trời ơi, cái gì vậy Nguyên? Trời đất ơi, em làm cái gì? Em làm vậy là chết thầy rồi. Trời ơi, cái lúc không cần gặp nhau cứ ôm thầy hoài, cái lúc thầy cần thì em quăng thầy nguyên cái bom là sao? Trời ơi, Nguyên ơi, em giết thầy rồi Nguyên ơi. Trời ơi. Đồ của ai vậy trời? Dạ anh, chào anh. Của ai đây? Dạ em là Diễm My, giáo viên dạy tiếng Anh cho Trạng Nguyên á. À, thì ra là con sâu rượu. Chào cô nha. Mới gặp lần đầu tiên, bất lịch sự. Đây, em hãy nhớ cho kỹ nha. Cấu trúc câu nè. Not A, but B. Không phải A mà là B. Cái này là cấu trúc câu nhấn mạnh B. Biết chưa? Nhớ nha. Rồi, bây giờ em làm cho cô ví dụ một câu đi. Với cái cấu trúc này nè. Not A, but B. Nót bị say rượu, bớt mất tự chủ do rượu. Nè, em đang nói cô á hả? Mất tự chủ do say rượu hả? Ủa, em là không đúng hả cô? Hay là em nói đúng tim đen của cô rồi? Nót trúng tim đen, bớt em muốn bị ăn đòn không? Nót muốn bị ăn đòn, bớt cô muốn chết trước không? Nót cô sẽ không chết trước, bớt em sẽ chết trước dưới tay cô đó biết không? Nót chết dưới tay cô, bớt tôi cô chết trước á. Công nhận tiếng Anh của hai người ghê thiệt. Cho cậu mượn cái máy tính nha. Đừng bận tâm với chuyện người khác. Lo dạy học thì học đi. Alo nghe nè. Bữa đó chắc không tới được rồi. Bận làm luận văn. Chắc là chỉ tới được ngày đám cưới thôi. Còn mấy ngày khác chắc không tới được đâu. Ừ, vậy nha. Bộ anh sắp đi đám cưới ai hả? Nót bận tâm với chuyện người khác, bớt lo chuyện dạy học đi. Cô xin lỗi, cô không có ý định làm phiền em đâu. Cảm ơn em. Có ai gọi cho cô không vậy? Dạ không thưa bà cô. Thế sao kỳ vậy ta, hôm nay điện thoại hết pin. Điện thoại còn pin kia kìa. Bởi vậy sao cô mà để quên điện thoại ở phòng tôi một lần nữa là coi như nó tan bành. Sao em nóng quá vậy? Thật ra tại vì tối hôm qua cái thằng nhóc trẻ trâu này thái độ vậy hả? Thử đi ra coi, cho một cước thì thôi luôn á. Cô làm cái gì vậy cô? Xin lỗi anh nha, không có cố ý, tại không biết anh đi ra cửa lại. Xin lỗi anh. Đừng xin lỗi nữa, không sao đâu. Vậy nha, chào cô. Nhưng mà anh ơi. Gì nữa cô? Không, anh có thể cho tôi đi nhờ xe của anh ra trạm xe buýt gần đây được không?
tại vì á, để quên điện thoại ở đây, xong có tôi quay lại đây lấy, xong rồi trễ hẹn với bạn rồi. Nhưng mà gần đây á cũng không có trạm xe buýt trước nhà anh nữa, tôi phải đi bộ ra cái trạm xe buýt gần nhà anh thôi. Như vậy thì mất thời gian lắm, trễ hẹn rồi, cho nên cho đi ké rồi. Thôi được rồi, vậy thì lên xe thôi. Yeah, cảm ơn anh. À, xin lỗi. Cô tránh xa tôi xíu với cô. Hình như anh là bác sĩ phải không? Tôi mới nhạc nha. Dạ. Tôi làm hết phần việc của tôi rồi mà, phần còn lại tôi giao cho chị Ngân. Anh hỏi kỹ chị chưa? Nếu vậy là không được rồi. Phần việc của ai người đấy làm, đã phân công hết rồi mà. Ừ. Alo, tôi nghe nè. Đang trên xe. Ủa sao gấp vậy? Hẹn nhau 30 phút ở trạm dừng chân mà. Ừ, tôi đang lấy xe. Ờ vậy nha. Ừ, nói chuyện không lâu không tiện đâu. Bye nha. Tới rồi hả? Xin lỗi anh nha, ngủ quên. Tại bữa giờ thiếu ngủ quá. Nãy giờ ngủ cũng được 5 phút rồi phải không? Ủa, cô lên xe hả? Ủa sao núi với rừng với cây không vậy anh? Chết rồi. Anh ơi, anh ơi, tấp vô giùm tôi, tấp vô giùm tôi đi. Ủa anh ơi, hình như đây đâu phải chạm xe đâu. Anh quên cái gì vậy? Không phải, tại vì tôi lỡ đưa cô tới địa phận Cần Giờ rồi. Cái gì? Cần Giờ? Tôi đâu có muốn đi Cần Giờ đâu. Tôi chỉ muốn anh chở chờ tôi ra chỗ chạm xe buýt thôi mà. Sao anh chở tôi xuống Cần Giờ vậy? À, bình tĩnh. Tại vì tôi có ra một người bạn đám cưới ở Cần Giờ. Bây giờ tôi đang trên đường ăn đám cưới nè. Ai ngờ tôi thấy cô vẫn còn trên xe. Tôi quên mà tôi... Nó có xuống xe hồi nào đâu. Tự nhiên tôi đâu có vui đàn đám cưới nào. Tôi chỉ muốn kìa anh chở ra chạm xe buýt ra. Mình chở người ta xuống Cần Giờ. Vậy bây giờ phải làm sao? Ông này đúng là bị điên nè. Tự nhiên bỏ tôi ở nơi khỉ ho cò gáy gì nè. Rồi bây giờ bồ tính làm sao? Rồi anh ta có chở bồ về Sài Gòn không vậy? Tôi nhờ ông chở ra bến xe để bắt xe về Sài Gòn lại rồi. Tưởng đâu đi nhờ xe được thoải mái. Ai về ra nông nổi gì nè. Ê, Diễm My 96 ơi. Có khi nào ông thích em không ta? Gì? Tại vì anh thấy ha, không có ai bị điên á mà đang cho người ta quá gian cái chạy thẳng ở Cần Giờ hết. Mà đi ra biển thì đâu có ở ngoài đường được, phải đi vô khách sạn. Trời ơi My ơi, em sắp làm mẹ rồi My. Dám đâu, anh tưởng tượng hơi quá rồi đó. Không có đâu, chiêu này anh xài hoài mà My. Có gì hay dùng hả? Anh dùng với em đó. Ấy đúng rồi đó bồ. Nhiều khi á hả, hắn sử dụng cái tuyệt chiêu đó là tuyệt chiêu sát gái á. Hắn tỏ ra không quan tâm và vô tình với cô gái mà hắn để ý, và sau đó khiến cô gái của mình xa vào lưới tình của anh ta. Cô giáo, nước không? Vậy thôi nha. Ê, Diễm My 96 ơi. Có khi nào ông thích em không ta? Ủa gì vậy? Bạn tôi đó, mình gái chút nha, chắc cô không phiền đâu. Lâu quá không gặp. Tôi tưởng là xa xôi vậy em không tới chứ. Ông nói tôi, ông tới đó. Ủa rồi còn Tuân đâu? Tuân hả? Kìa, nó tới đây kìa. Hey, tôi nè. Ừ. Lâu rồi không gặp, đi nhậu không? Chắc không được đâu. Tôi phải ghé bến xe để có chút chuyện. Không sao đâu. Nó cô giáo mình đi chung với mình không đi, vui. Ừ. Đi ăn chút được. Tại... cũng hơi đói. Đó, quá được luôn rồi. Đi nhanh đi. Nhưng không, mà không có nhường nhị á, đi. Đi. Rồi. Nhanh. Rồi bốn người.
Chạy đi.